với một trong 10 đầu đạn trên mỗi tên lửa Bulava, bất tỉnh người dùng YouTube có thể chứng kiến sự tàn phá thủ đô của Anh và Hoa Kỳ và hãy để họ tính xem có bao nhiêu đầu đạn đủ cho mỗi siêu đô thị ở phương Tây. Đó là một phần trong chi tiết kế hoạch tấn công hạt nhân mà đồng minh Tổng thống Putin vừa đề cập. Cùng lúc, NATO để mặc thành viên tự ra quyết định cho Ukraine dùng vũ khí tấn công nga trong bóng tối xung đột trung đông, Yemen là một trong những cánh tay đắc lực của trục kháng chiến và đóng vai trò đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ Gaza. Iran bất ngờ tung quân cờ chiến lược, tiết lộ cập nhật chấn động về chương trình hạt nhân. Đường đua bầu cử Mỹ không ngừng tăng nhiệt, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa muốn Mỹ biến thủ thành bạn nếu tái đắc cử. Triều Tiên dùng lá bài Nga khuấy động sóng ngầm ngoại giao với Hàn Quốc. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chi tiết trong chương trình tin quốc tế quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình trên kênh VNC Now, một diện mạo hoàn toàn mới của FBNC với những cải tiến về chất lượng thể hiện và hình ảnh. VNC Now cam kết giữ vững sứ mệnh là một hệ sinh thái các nền tảng tin tức quốc tế đáng tin cậy, đa chiều và trung lập dành cho người Việt Nam trên toàn thế giới. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục ủng hộ và theo dõi VNC Now. Còn bây giờ là các nội dung chi tiết có trong chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Mở đầu là tình hình chiến sự tại chảo lửa Trung Đông, thưa quý vị phong trào Houthi ở Yemen đã gia tăng hoạt động quân sự, đồng thời phát triển và triển khai nhiều công nghệ tên lửa tiên tiến. Theo các nguồn tin, Houthi gần đây đã thử nghiệm dòng tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phóng từ Tel Aviv và có thể bay được quãng đường 2.000 km chỉ trong 15 phút. Hệ thống phòng không của Israel được cho là không thể ngăn chặn tên lửa này, với các mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống khu vực gần một cơ sở công nghiệp. Bên cạnh đó, nhóm Houthi còn tiết lộ chiến dịch triển khai vũ khí mới để thực hiện các cuộc tấn công chiến lược vào Israel. Các kế hoạch này bao gồm những cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Hai công nghệ đã chứng tỏ sức mạnh tàn phá và hiệu quả vượt trội trong các chiến dịch trước đây. Tình hình leo thang nghiêm trọng sau khi Houthi thành công tấn công một mục tiêu ở Tel Aviv bằng máy bay không người lái cảm tử Jaffa. Phương tiện này được cho là đã vượt qua phần lớn lãnh thổ Israel và không bị hệ thống phòng không vòm sắt của Israel hay tàu chiến của Hoa Kỳ ngăn chặn, làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của tên lửa trong khu vực. Đáng chú ý, theo thông tin do Mr. SI, MEE, -E cung cấp, các cố vấn quân sự Nga đã được cử đến Yemen để hỗ trợ lực lượng hầu thì do Iran hậu thuẫn. Dữ liệu này dựa trên thông tin tình báo của Hoa Kỳ và được tiết lộ bởi một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ. Và trò chính xác của lực lượng quân đội Nga tại Yemen hiện vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết các sĩ quan tình báo quân đội Nga GRU đã hoạt động trong khu vực trong nhiều tháng qua để cố vấn cho nhóm dân quân hầu thì Trước đó, vào đầu tháng 6, MII đưa tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cân nhắc cung cấp cho hầu thi tên lửa hành trình chống hạm hiện đại. Tuy nhiên, ông được cho là đã bị ngăn cản khỏi bước đi này do sự can thiệp trực tiếp của Thái tử Saudi Mohammed bin Salman. Chưa dừng lại ở đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng Iran chuyển giao tên lửa cho Yemen. Ông Arachi khẳng định, lời cáo buộc là một sự xúc phạm đến người Sana, bởi Yemen sở hữu công nghệ tiên tiến và hoàn toàn có khả năng tự củng cố kho vũ khí. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình của Yemen vào tối ngày 16 tháng 9, ông Arashi nhấn mạnh quốc gia trung đông này hiện là một trong những cánh tay đắc lực của trục kháng chiến và đóng vai trò đặc biệt trong hoạt động hỗ trợ Gaza. Ngoài ra, ngoại trưởng Iran còn nhấn mạnh Yemen có ý chí tự quyết, tự đưa ra quyết định và sử dụng vũ khí của chính mình khi cần thiết. Tuy nhiên, kho vũ khí của Iran vẫn là mối bận tâm của nhiều ông lớn, bao gồm cả Mỹ. Sự phát triển của các tên lửa tầm xa và công nghệ vũ khí tiên tiến của Tehran cùng với khả năng cung cấp vũ khí cho các đồng minh và nhóm vũ trang không chỉ làm gia tăng căng thẳng khu vực mà còn đe dọa đến an ninh toàn cầu. Đặc biệt, Tổng thống Iran Marshall Pezeshkian vừa công bố thông tin mới nhất về chương trình hạt nhân của nước này. Vào ngày 16 tháng 9, Tổng thống Pezeskian đã tổ chức cuộc họp báo và được hỏi về chương trình hạt nhân của Iran. Ông nhấn mạnh Tehran không cố gắng làm giàu uranium đến mức có thể chế tạo vũ khí, nhưng đã phải điều chỉnh chương trình hạt nhân sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế. Tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu khoa học và kỹ thuật của đất nước. Nhận xét của Tổng thống Pezeskian được đưa ra trong bối cảnh Iran tiếp tục làm dầu uranium lên độ tinh khiết 60% và chỉ còn một bước ngắn so với mức 90% cần thiết để chế tạo vật liệu hạt nhân. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tuân thủ các quy định của thỏa thuận hạt nhân, nhưng khi thỏa thuận bị phá vỡ, chúng tôi bị buộc phải điều chỉnh chương trình của mình. Mặc dù Iran liên tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình, các quốc gia phương Tây và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vẫn cho rằng Iran đã điều hành một chương trình hạt nhân quân sự cho đến năm 2003. Lãnh tụ tối cao của Iran Đại giáo chủ Ali Khamenei 85 tuổi gần đây đã thể hiện sự cởi mở đối với khả năng đàm phán, cho rằng việc tham gia đối thoại với kẻ thù không có gì là bất lợi. Trong những năm qua, các cuộc đàm phán gián tiếp của Iran và Hoa Kỳ đã được các quốc gia trung gian quan trọng như Oman và Qatar điều phối, đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Iran tại Trung Đông. Trong một cuộc họp báo gần đây, tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không từ bỏ kho vũ khí tên lửa đạn đạo của mình trừ khi tất cả các vũ khí trong khu vực đều được giải đáp, đặc biệt kêu gọi Israel thực hiện điều kiện tương tự. Ông cũng chỉ trích hành động của Tel Aviv trong cuộc chiến đang diễn ra với Hamas ở Gaza. Trong một diễn biến liên quan, báo chí Iran đưa tin nước này vừa phóng thành công một vệ tinh lên không gian bằng tên lửa đẩy nội địa. Vụ phóng diễn ra vào ngày 14 tháng 9. Điều này được dự đoán khiến cho phương Tây lo ngại do Iran có thể sử dụng chương trình vệ tinh để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Báo chí Iran mô tả vụ phóng này là lần thứ hai họ đưa vệ tinh lên quỹ đạo bằng tên lửa nội địa. Các nhà khoa học độc lập sau đó xác nhận vụ phóng đã thành công. Cảnh quay được truyền thông Iran chia sẻ cho thấy, tên lửa được phóng từ một bệ di động tại căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC ngoài ô thành phố Sarut, cách thủ đô Tehran 350 km về phía đông vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn cao tại Trung Đông do cuộc chiến Gaza. Cùng lúc, Iran tiếp tục làm giàu uranium lên mức có thể chế tạo vũ khí, làm tăng lo ngại về chương trình hạt nhân. Tên lửa vừa phóng thành công là KM-100, đây cũng là loại phóng lần trước vào tháng 1 năm 2024. KM trong tiếng ba tư có nghĩa là thẳng đứng. Tên lửa có 3 tầng nhiên liệu đưa vệ tinh Chamran-1 nặng 60kg lên quỹ đạo cách trái đất 550km. Một công ty nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Iran và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Quốc gia Iran đã chế tạo vệ tinh này nhằm kiểm tra các hệ thống phần mềm và phần cứng để xác định thêm công nghệ điều khiển trên quỹ đạo. Tướng Hossein Salami, quan chức cấp cao IRGC, đã ca ngợi vụ phóng, khẳng định các nhà khoa học đã vượt qua những hạn chế do bị phương Tây cấm vận. Trả lời câu hỏi của The Associated Press, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ bày tỏ quan ngại rằng chương trình của Iran nhằm phát triển hệ thống tên lửa tầm xa. Hoa Kỳ trước đây tuyên bố các vụ phóng vệ tinh của Iran là bất chấp nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Tehran không thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái. Dưới thời cựu tổng thống Hassan Rouhani, theo đường lối ôn hòa, Iran đi chậm chương trình không gian vì lo ngại căng thẳng với phương Tây. Tổng thống theo đường lối cứng rắn Ebrahim Raisi, một học trò của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, lên nắm quyền năm 2021 đã tăng tốc lại chương trình này. Tổng thống mới của Iran, nhà cải cách Masoud Pezeshkian, vẫn chưa có phát ngôn công khai về chương trình khám phá không gian của đất nước. Cộng đồng tin báo Hoa Kỳ năm nay nói rằng Iran phát triển phương tiện phóng vệ tinh sẽ rút ngắn thời gian phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vì công nghệ tương tự. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thường có thể mang vũ khí hạt nhân. Iran đang sản xuất uranium gần mức độ vũ khí sau khi thỏa thuận hạt nhân với năm cường quốc sụp đổ. Tehran được cho là đã có đủ uranium làm giàu để sản xuất vũ khí. Iran luôn phủ nhận phát triển vũ khí hạt nhân, nói rằng chương trình không gian và hoạt động hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự thuận túy. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hoa Kỳ và IAEA cho biết Iran có chương trình hạt nhân quân sự trước năm 2003. Thưa quý vị, trong bối cảnh đó, trừng phạt kinh tế vẫn là chiêu bài được tận dụng triệt để Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Washington đã áp đặt hơn 500 lệnh trừng phạt đối với Tehran như một phần trong chính sách gian đe, gây áp lực và ngoại giao kép của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Miller cho biết, Hoa Kỳ đã trừng phạt hơn 500 tổ chức và cá nhân Iran. Trong vài tuần qua, Washington cũng đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới, một số trong số đó liên quan đến vấn đề nhân quyền. Được biết phát biểu này được đưa ra vào ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương khi ông trả lời câu hỏi về khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này. Theo ông Miller, hiện Mỹ chưa có kế hoạch công bố các biện pháp mới, tuy nhiên ông khẳng định lịch sử Hoa Kỳ đã thể hiện rõ cách tiếp cận của Washington. Bên cạnh đó, IRNA cho biết Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục theo đuổi chính sách mà người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Donald Trump đã áp dụng đối với Iran, đặc biệt sau khi ông Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, kế hoạch hoành động toàn diện chung, JCPOA. Cụ thể, vào năm 2018, ông Trump không chỉ rút khỏi JCPOA mà còn tái áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, bao gồm cả các biện pháp nhằm vào hầu hết các lĩnh vực của Iran. Mặc dù trong chiến dịch tranh cử và những năm trước đó, Tổng thống Biden hứa hẹn sẽ có những thay đổi. Nhưng sau khi nhậm chức vào năm 2021, ông tiếp tục chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Iran. Theo đó, Mỹ đã cùng với các đồng minh phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt dưới nhiều lý do khác nhau, trong đó có các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong một diễn biến bất ngờ, Sputnik trích dẫn một nguồn tin từ Syria cho biết, một nhóm chuyên gia quân sự Ukraine đã tới tỉnh Idlib thuộc miền Bắc Syria để huấn luyện lực lượng vũ trang thuộc nhóm cực đoàn STS sản xuất và nâng cấp máy bay không người lái UAV. Theo nguồn tin trên, số lượng chuyên gia Ukraine đã đến Idlib lên tới 250 người. Họ được phân bổ bởi các cơ sở sản xuất tại thành phố Idlib và khu vực Gisr An -Sukur. Ngoài ra, hơn 250 UAV cũng đã được chuyển giao cho nhóm Hayat Tajib El Sham STS tại Idlib dưới dạng linh kiện, kết hợp với hàng hóa dân sự, Trước đó, một nhóm tình báo Ukraine đã nhiều lần đến Islip để điều phối và lên kế hoạch tấn công các lực lượng Nga sau khi hoàn thiện công nghệ mới về UAV. Trong khi đó, tờ báo al Watan của Syria đưa tin, ông Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine, đã thường xuyên liên lạc với thủ lĩnh của nhóm STS nhằm tuyển mộ chiến binh gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Trở lại với chiến trường Đông Âu vẫn ngày đêm đỏ lửa, thưa quý vị. Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã cố gắng chấn an các nhà bảo trợ phương Tây khi tuyên bố rằng tình hình ở khu vực Kursk đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, sự phản công mạnh mẽ của Nga đang dần thu hẹp quy mô lực lượng Ukraine trên lãnh thổ Nga. Theo chuyên gia quân sự Avia Pro của Nga, chỉ trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã tái chiếm nhiều khu định cư ở các khu vực khác nhau thuộc vùng Kursk. Các cuộc phản công thành công của Nga đã phá hủy hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine tại quân Koronevo vào ngày 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận việc tái kiểm soát hoàn toàn ngôi làng biên giới Uspenkova. Đồng thời, Moscow cũng đã phát động cuộc tấn công vào Lyubimovka và chiếm được Darino, nằm ở khu vực phía đông của sông Snagos. Cùng lúc đó, các cuộc phản công của Nga đã mang lại chiến thắng ở sườn phía đông của chiến trường Kurs, quân đội Nga chính thức xác nhận kiểm quyền sát vô kỳ. Trong khi đó, các cuộc tấn công của quân Ukraine theo các hướng khác xung quanh Sutha được cho là đã bị đẩy lùi và lực lượng Kiev đã phải chịu thêm nhiều tổn thất. Quân đội Nga tiến quân dọc theo biên giới xung quanh thành trí chính của Ukraine tại Sutha. Quân đội Ukraine chỉ còn một con đường lớn để liên lạc và tiếp tế với quân sự trên lãnh thổ Nga. Con đường này nằm giữa Sutha và dùng Sumy của Ukraine và hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga. Theo các kênh truyền thông Nga, kế hoạch của quân đội Ukraine có thể là tấn công vào hậu phương của quân đội Nga. Lực lượng đang không ngừng tiến quân ở khu vực Kursk tuy nhiên chiến lược này đã gặp phải một số trở ngại quân đội nga được cho là đã nhanh chóng nắm bắt được ý định của chỉ huy quân sự ukraine đặc biệt là sau khi kiev tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng vũ khí nato vào các cây cầu bắc qua sông seim cách đây một tháng đáng nói sự chậm trễ kéo dài cho các cuộc tấn công trên bộ của ukraine qua biên giới tại quận ruskovsky đã giúp nga có đủ thời gian để củng cố hệ thống phòng thủ của mình làm giảm đáng kể hiệu quả của chiến lược ukraine bối cảnh chiến trường khốc liệt, Ukraine được cho là đang nhắm tới kho thiết bị quân sự khổng lồ của bộ quốc phòng Ý vốn đã bị bỏ quên. Theo Ivia Pro, những vũ khí này có thể là chìa khóa quan trọng để Ukraine tăng cường sức mạnh quân sự và thay đổi cục diện cuộc xung đột. Theo các nguồn tin, một trong những căn cứ lưu trữ lớn nhất ở Ý chứa tới 3.000 đơn vị thiết bị quân sự khác nhau, khó có thể đưa ra con số chính xác do số lượng máy bay chiến đấu trong các căn cứ được cho là rất lớn và quy mô của các nhà kho cũng rất đáng kinh ngạc. Theo ước tính sơ bộ, các cơ sở lưu trữ của Ý bao gồm từ 300 đến 700 xe tăng Leopard 1, tối đa 200 đơn vị pháo tự hành SAU M109, hơn 100 xe bọc thép chở quân Centauro, hơn 1.200 xe bọc thép chở quân M113. Dưới quan sát nhận định Ukraine đang kỳ vọng vào kho vũ khí này, trong đó Kiev có thể nhận tới 700 xe tăng và hơn 1.200 xe bọc thép tự ý. Tuy nhiên, Rome vẫn chưa bình luận chính thức về các cuộc đàm phán với Ukraine. Nếu thỏa thuận này được thực hiện, đây sẽ là một bước ngoặt lớn tăng cường đáng kể năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine. <laughs> Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg vào ngày 16 tháng 9 cho rằng, bất kỳ quyết định cụ thể nào về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công và sâu bên trong lãnh thổ Nga đều phải do từng đồng minh đưa ra. Trở lời phỏng vấn trên đài phát thanh LBC, ông Stoltenberg tuyên bố các đồng minh phải tự lựa chọn ra quyết định cụ thể về cách thức sử dụng vũ khí của họ. Các đồng minh có chính sách khác nhau trong vấn đề này. Trước đó Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của NATO vào ngày 14 tháng 9 bình luận rằng Ukraine sẽ có lý do quân sự chính đáng để tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí của phương Tây tại một cuộc họp ủy ban quân sự của NATO, cơ quan có thẩm quyền quân sự cao nhất của liên minh, chủ tịch ủy ban này là đô đốc Rob Bauer lập luận luật về xung đột vũ trang đã trao cho một số quốc gia quyền tự vệ và quyền này không dừng lại ở biên giới của quốc gia đó. tuy nhiên ông cũng cho biết các quốc gia cung cấp vũ khí cũng có quyền đặt ra những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí. đô đốc Rob Bauer phát biểu về mặt quân sự có một lý do chính đáng để thực hiện những cuộc tấn công đó để làm suy yếu các tuyến hậu cần, nhiên liệu, đạn dược của đối phương phục vụ cho tiền tuyến. Bên cạnh đó, ông Rock cũng chia sẻ một nội dung khác của cuộc họp là chính trị, vì các quốc gia cung cấp vũ khí có thể cảm thấy có trách nhiệm với chúng, và những cuộc thảo luận trong lĩnh vực đó vẫn đang tiếp tục. Đến nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn không ngừng nỗ lực yêu cầu các đồng minh cho phép Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm Atas, tầm xa của Mỹ, và Storm Shadow của Anh, ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. đang chú ý, một nhà tuyên truyền của Điện Kremlin đã gây sốc với đề xuất xây dựng các mô hình của Washington DC và London ở Bắc Cực, rồi tiến hành ném bom để chứng minh sức mạnh hạt nhân của Nga. Theo Newsweek, ý tưởng này đã được đưa ra trong chương trình của kênh Russia One do Vladimir Slavoy dẫn dắt, nơi các khách mời thường xuyên đe dọa hạt nhân các nước phương Tây ủng hộ Ukraine chống lại Moscow. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục thay đổi các tuyên bố về khả năng của vũ khí hạt nhân Nga, đồng thời tuyên bố Nga không có ý định sử dụng vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, Alexander Mikhailov, giám đốc Cục Phân tích Chính trị Quân sự, một tổ chức nghiên cứu ở Moscow, đã đề xuất một cách tiếp cận sáng tạo để thể hiện sức mạnh hạt nhân của Nga. Ông cũng đề xuất rằng bãi thử hạt nhân của Nga trên quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực là địa điểm lý tưởng để xây dựng các bản sao của London và Washington DC, bao gồm cả cung điện Bắc Kinh Hầm, Tháp Big Ben và Nhà Trắng. Theo quan điểm của ông Alexander Mikhailov, Nga nên tiến hành các cuộc thử nghiệm sử dụng ít nhất một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM Bulava, loại vũ khí lần đầu tiên được triển khai vào năm 2019 trên tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borei mới. Ông Mikhailov tiết lộ, tên lửa nói trên có thể được phóng từ Đại Tây Dương, bay đến Novaya Zemlya và tấn công các bản sao của London và Washington với sức công phá tương đương với 150 kiloton TNT. Ông nói, với một trong 10 đầu đạn mỗi tên lửa Bulava, 3 tỷ người dùng YouTube sẽ có thể chứng kiến sự tàn phá thủ đô của Anh và Hoa Kỳ hãy để họ tính xem có bao nhiêu đầu đạn đủ cho mỗi siêu đô thị ở phương Tây. Khi được hỏi về vấn đề hậu cần, cụ thể là sẽ ra sao nếu Nga không kịp xây dựng các bản sao London và Washington, ông Mikhailov trả lời, nếu cần chúng tôi sẽ dựng chúng bằng gỗ rán, hàng nghìn người nhập cư sẽ không muốn chết, nhưng khi các bản sao này bốc cháy, chúng sẽ tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng khiến cả thế giới phải sững sở. Một số người dùng mạng xã hội đã chế diễu đề xuất của ông Mikhailov cho rằng đó là một ý tưởng quá viển vông. Tuy nhiên, đề xuất này đã được cho xuất phát từ lời kêu gọi của đại biểu Duma Quốc gia Andrei Kolesnik vào ngày 14 tháng 9, khi ông đề xuất kích nổ một vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nga để nhắc nhở thế giới về sức mạnh hạt nhân của nước này. Và tuần trước, một đồng minh của Tổng thống Putin cho biết, ông chủ điện Kremlin đã có cơ sở để bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân dựa trên học thuyết hạt nhân hiện tại của nước này sau cuộc phản công của Ukraine và Khrushchev. Trong một diễn biến bất ngờ, lực lượng vũ trang Ukraine AFU xác nhận có liên lạc với Ryan Wesley Ruth, nghi phạm tổ chức vụ ám sát lần thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên phủ nhận mọi hợp tác với ông này. Trong một tuyên bố chính thức, phía Ukraine khẳng định rằng những liên lạc này chỉ mang tính chất hời hợt, không liên quan đến các hoạt động quân sự hay mục tiêu chính trị. Theo các nguồn tin, nghi phạm Ryan Wesley Ruth trước đây từng là người ủng hộ Kiev, tuyển dụng lính đánh thuê và công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng vũ trang Ukraine trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các quan chức quân đội Ukraine khẳng định mối quan hệ của ông với lực lượng này rất mờ nhạt và không liên quan đến bất kỳ hoạt động hợp tác nào. Doanh nhân Elon Musk gần đây đã có một động thái gây chú ý khi tuyên bố một số đảng viên dân chủ cấp cao đã công khai khuyến khích hành động đoạt mạng cựu Tổng thống Mỹ. Theo Sputnik, ông chủ Tesla Elon Musk đã chia sẻ trên mạng xã hội X với nội dung cho rằng một số thành viên cấp cao thuộc Đảng Dân Chủ đã có những bình luận tiêu cực về ông Trump, khuyến khích mọi người đoạt mạng cựu Tổng thống. Thậm chí một số người còn muốn ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa trở thành một người tử vì đạo thực sự, mà theo cách hiểu của vị tỷ phú này có thể ngụ ý tới sự ra đi của ông Trump. Trước đó, một vụ tấn công đoạt mạng lần thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ đã xảy ra tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở West Palm Beach khi ông đang chơi golf. Ở diễn biến khác, Sputnik đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ giúp Washington xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow và Bắc Kinh nếu ông tái đắc cử. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với blogger Farouk Shanan được phát sóng trên nền tảng X khẳng định Tôi không nghĩ Trung Quốc và Nga là kẻ thù của Mỹ. Tôi tin rằng cả ba quốc gia có thể hòa thuận với nhau. Đồng thời tôi cũng hy vọng Nga giải quyết xung đột với Ukraine. Trước đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng thời điểm này còn quá sớm để có thể đánh giá chắc chắn về khả năng sẵn sàng của ứng viên Đảng Cộng hòa trong vai trò trung gian giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông nói thêm mọi quyết định đánh giá còn phải chờ vào kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Thưa quý vị, với vị thế là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, Mỹ được cho là đang xây dựng một kho vũ khí chống hạm khổng lồ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và ngăn chặn sự mở rộng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến cho Mỹ áp dụng một triết lý mới trong chiến lược vũ khí, theo đó ưu tiên khối lượng giá cả phải chăng. Như một giám đốc điều hành ngành công nghiệp tin được tiết lộ, điều này có nghĩa là Mỹ đang tập trung vào việc tích trữ số lượng lớn vũ khí chống hạm với chi phí tương đối thấp. Elon Graham, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc nhận định, đây là phản ứng tự nhiên trước những động thái của Trung Quốc ám chỉ đến kho vũ khí, tàu chiến và tên lửa đạn đạo của Bắc Kinh, bao gồm cả những loại được thiết kế đặc biệt để tấn công. Theo thông tin từ Reuters, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh thử nghiệm vũ khí Grissing, một loại bom giá rẻ nhưng hiệu quả, với bộ dẫn đường GPS và đầu dò theo dõi vật thể di động. Trong một cuộc thử nghiệm vào tháng trước tại Vịnh Mexico, máy bay ném bom tàng hình B-2 đã phóng Quinsic, để tấn công một mục tiêu. QuickSix hiện đang trong giai đoạn phát triển, được sản xuất bởi Boeing và tích hợp công nghệ tìm kiếm từ Bay Systems. Hệ thống này có thể được kết hợp với hàng trăm nghìn bộ đuôi của đạn tấn công trực tiếp chung, những quả bom nặng khoảng 900 kg. Có thể được thả từ máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh và chuyển đổi thành vũ khí điều khiển với chi phí hiệu quả. Theo một giám đốc điều hành trong ngành, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ đã yêu cầu trang bị hàng nghìn vũ khí Quick trong nhiều năm, mặc dù ông không tiết lộ con số cụ thể. Theo vị giám đốc điều hành, nếu có đủ vũ khí giá rẻ, hệ thống phòng thủ tàu Trung Quốc sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Trong kịch bản này, quân đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa LAASM hoặc tên lửa SM-6 để tấn công tàu chiến và radar của Trung Quốc trước. Sau khi hệ thống phòng thủ tàu của Trung Quốc bị suy yếu, họ sẽ sử dụng các vũ khí giá rẻ hơn như QuickSync để tiếp tục tấn công. Tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 vừa được tổ chức, một số chuyên gia cho rằng thế giới đang ở trong tình huống nguy hiểm, không thua kém gì khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Theo chuyên gia William Jones viết trên CGTN, phương Tây dường như muốn theo đuổi xung đột ở Ukraine. Họ đang vượt qua các làn tranh đỏ có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân. Nhiều người tự tin rằng điều đó sẽ không xảy ra, bất kể các hành động khiêu khích tới đâu. Mới đe dọa vẫn túc trực với một số nhà máy điện hạt nhân đang do Nga kiểm soát, nếu tai nạn xảy ra có thể lớn hơn cả vụ Chernobyl 1986. Nó cũng có thể đánh dấu sự chấm hết cho quá trình phát triển kinh tế bao năm qua ở châu Âu. Rõ ràng phương Tây gần như quyết định mọi chính sách toàn cầu từ khi Liên Xô sụp đổ, nhưng không mang lại hòa bình hơn. Các thỏa thuận kiểm soát vũ khí bị phá vỡ, các cường quốc hạt nhân chạy đua tích trữ, nhất là ở châu Á như Triều Tiên hay Trung Quốc. Vương quốc Anh thì yêu cầu chính phủ Mỹ gia hạn thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân từ 10 năm thành không giới hạn. Nếu mọi thứ tiếp tục, sự ổn định của thế giới sẽ bị đe dọa. Có một đồng thuận phổ biến rằng, thế giới không nên để chính sách thiển cận của số ít quốc gia muốn đảm bảo lực chơi cho tất cả dẫn tới bờ vực chiến tranh. Có những hiên chương như vậy trong Liên Hợp Quốc. Hiện tại, căng thẳng do xung đột Ukraine gây ra đang đẩy thế giới tới điểm những loại vũ khí hủy diệt có thể mang ra sử dụng chống lại nhau hạ thấp căng thẳng là nhu cầu cấp thiết. Đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn, sau đó giải quyết nguyên nhân cốt lõi vấn đề nên là bước đi đầu tiên. Nhiều quốc gia yêu mến hòa bình đang khao khát viễn cảnh trên. Về cơ bản, thế giới cần một kiến trúc an ninh mới, trong đó mọi quốc gia đều cảm thấy an toàn. Liên Hợp Quốc nên là nơi cho các cuộc thảo luận về việc xây dựng kiến trúc mới này. Liên Hợp Quốc cũng cần thảo luận nhiều hơn về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Nếu một quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ ảnh hưởng tới toàn cầu, Do đó cần có sự đồng ý ở cấp độ quốc tế tiến tới kiểm soát và giải thể dần các đầu đạn. Thỏa thuận về hạt nhân có lẽ cần được giám sát chặt chẽ hơn bởi một tổ chức của Liên hợp quốc. Từ khi Liên Xô sụp đổ, trật tự do phương Tây lãnh đạo đã không kiểm soát được tình hình cũng như mang lại hòa bình. Các nước đang phát triển đang ngày càng có tiếng nói trên trường quốc tế. Nỗ lực nhằm tước đi vai trò những nước này để giữ thế độc quyền, thậm chí bằng con đường cấm vận kinh tế hoặc kích động xung đột đã không còn có thể được chấp nhận nữa. Theo thông tin mới đây, Philippines đã rút một con tàu đang canh gác tại bãi cạn ở Biển Đông sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều tháng với Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ. BRP Teresa Magbanua, tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất của Philippines đã trở về cảng vào Chủ nhật 15 tháng 9 từ bãi cạn Sabin sau khi triển khai trong 5 tháng. Tàu được triển khai vào tháng 4 để giám sát các hoạt động cải tạo đất quy mô nhỏ của Trung Quốc trong khu vực Bãi cạn này đã trở thành điểm đóng mới nhất giữa hai nước sau khi Trung Quốc đáp trả bằng cách gửi một con tàu lớn hơn. Philippines cáo buộc rằng Trung Quốc đã ngăn chặn các nỗ lực tiếp tế cho thủy thủ đoàn. Philippines và Trung Quốc cáo buộc đối phương cố ý đâm tàu của nhau trong vùng biển tranh chấp vào những tháng gần đây, bao gồm cuộc đụng độ bạo lực vào tháng 6 khiến một thủy thủ Philippines mất ngón tay. Người phát ngôn cảnh sát biển Philippines Jay Tariala tuyên bố Manila rút tàu không liên quan đến yêu cầu của Trung Quốc, còn tàu quay trở lại để sửa chữa. Ông cho biết Manila sẽ tiếp tục triển khai các tàu trong rạng san hô tranh chấp và duy trì sự hiện diện trên các vùng biển này. Ông Tariala nói tiếp, Mục tiêu chính là bất kỳ thời điểm nào đều sẽ có sự hiện diện của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines trong bãi cạn. Philippines sẽ gửi một tàu khác để thay thế chiếc BRP Teresa Magbanua. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết hôm 15 tháng 9 rằng, họ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Bắc Kinh, đồng thời bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải. Trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9, máy bay tuần tra Boeing P8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan, một khu vực nhạy cảm trong bối cảnh quan hệ quốc tế. Theo thông tin từ Sputnik, động thái này nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc duy trì tự do hàng hải và hàng không tại khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo tuyên bố từ hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, máy bay P-8A Poseidon đã bay qua eo biển Đài Loan trong không phận quốc tế, tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Điều này thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do di chuyển của tất cả các quốc gia trong khu vực. Trong thông báo, hạm đội 7 cũng nhấn mạnh chuyến bay qua eo biển Đài Loan phản ánh sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước đó vào giữa tháng 4, hạm đội 7 đã công bố một thông báo tương tự về hoạt động của máy bay P-8A Poseidon trong khu vực này. Đồng thời quân đội Trung Quốc tuyên bố họ đã theo dõi và hộ tống máy bay Mỹ trong suốt hành trình, khẳng định lực lượng của họ luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, cũng như duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Hải quân Đức vừa cho biết họ thực hiện quyền tự do hàng hải khi đi qua eo biển Đài Loan vào tuần trước. Đây là câu trả lời sau khi Trung Quốc lên án. Hai tàu hải quân Đức đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 13 tháng 9. Đây là một phần trong các hoạt động tại Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trung Quốc lên án hành động này cho rằng làm tăng rủi ro đụng độ. Chuẩn đô đốc hải quân Đức Ansel Scows nói với các phóng viên ngày 16 tháng 9 được Nikkei Asia đăng tải: "Eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế, chúng tôi gặp nhiều tàu chiến Trung Quốc nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi qua." Các tàu của Đức ghé cảng Manila của Philippines ngày 16 tháng 9 để tăng cường giao lưu quốc phòng song phương. Hải quân Đức sẽ ở lại đến ngày 19 tháng 9 trong chuyến hải trình vừa qua, ngoài đi qua eo biển Đài Loan, các tàu của Đức còn đi qua biển Đông và biển Hoa Đông. Ông Schulz từ chối cho biết tàu chiến Trung Quốc có cản trở hay gây khó khăn gì không. Đại sứ Đức tại Philippines Andreas Papenox nói với các phóng viên rằng, công ước về luật biển của Liên hợp quốc là cơ sở cho hòa bình ổn định trong khu vực. Ông dẫn chứng hải quân Trung Quốc cũng di chuyển nhiều nơi như địa Trung Hải hay eo biển Gibraltar mà không ai cản trở. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines liên quan tới tranh chấp biển đảo vẫn ở mức cao. Mặc dù là bên ký UNCLOS, Trung Quốc được cho là đã phớt lờ yêu cầu tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cũng như phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016. Tướng Hải quân Philippines Emilio Orio Jr. nói rằng, chuyến thăm của Hải quân Đức ủng hộ lập trường của Manila trong việc tuân thủ luật lệ để giải quyết bất đồng trên biển. Theo ông, thông thường khi tham gia hoạt động chung là để hỗ trợ phát triển năng lực của Philippines, Hải quân Đức là lực lượng tiên tiến và hiện đại, Philippines có thể học hỏi nhiều điều. Hải quân Philippines và Đức dự kiến sẽ tổ chức tập trận chung nhằm đảm bảo thông tin liên lạc hàng hải thông suốt ở Biển Đông. Berlin và Manila hiện đang trong quá trình hoàn tất đàm phán về một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Cả hai cam kết sẽ ký hợp ước vào cuối năm nay. Vào ngày 16 tháng 9, trong chuyến thăm quốc gia Trung Á, Thủ tướng Olaf Scholz đã bày tỏ sự quan tâm của Đức đối với việc mở rộng quan hệ thương mại với Kazakhstan. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh hoạt động thương mại này cần được thực hiện cẩn trọng để không bị lợi dụng cho việc lách các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Thủ tướng Su chia sẻ: "Tất nhiên chúng tôi đã bàn luận về những thách thức lớn mà cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra. Tôi cũng đã có cơ hội giải thích rõ ràng lập trường của Đức. Điều này với tôi rất quan trọng. Kể từ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Nga." buộc Moscow phải tìm kiếm các tuyến đường vòng để nhập khẩu công nghệ và hàng hóa. Theo các nguồn tin từ Reuters, các doanh nghiệp Nga đang tìm kiếm nguồn cung trước các loại hoàng hóa bị phương Tây cấm vận, đôi khi phải mua chúng từ các công ty có trụ sở tại Kazakhstan hoặc các quốc gia liên xô cũ. Chính quyền Astana cũng đã khẳng định họ sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt. Cả Thủ tướng Su và Tổng thống Kazakhstan Jakasim Jomastokayev đều bày tỏ sự quan tâm của hai quốc gia trong việc mở rộng hợp tác thương mại đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ đất hiếm lithium và các nguyên liệu thô quan trọng khác cả hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ trước khi diễn ra cuộc họp mở rộng giữa thủ tướng su và năm nhà lãnh đạo trung á đây là một ví dụ điển hình về hoạt động ngoại giao tích cực hơn của phương tây tại khu vực vốn được xem là sân sau của nga kazakhstan đã gia nhập để thay thế cho nga trở thành nhà cung cấp dầu thô cho nhà máy lọc dầu squid của berlin Chuyến thăm của ông Su diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga và Vladimir Putin đe dọa sẽ hạn chế xuất khẩu các kim loại như Titan đến các quốc gia không thân thiện. Thưa quý vị, Korea Hero vừa đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Xuân Hui vừa có chuyến thăm Nga, đồng minh quan trọng của chính quyền ông Kim Jong-un, đánh dấu lần thứ hai bà đến quốc gia này trong chưa đầy một năm. Được biết chuyến thăm diễn ra trước thềm cuộc họp Quốc hội Triều Tiên, dự kiến sẽ thông qua các biện pháp có thể làm gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc. Korea Herald trích dẫn thông tin từ hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, bà Cho đã dẫn đầu một phái đoàn tham dự các hội nghị về phụ nữ. Đáng chú ý, ngoại trưởng Triều Tiên rất hiếm khi công du nước ngoài, lần gần đây nhất là vào tháng 1 bà đã gặp gỡ tổng thống Nga Vladimir Putin và được cho là để thảo luận về hoạt động cung cấp vũ khí Triều Tiên nhằm hỗ trợ Điện Kremlin trong xung đột với Ukraine. Theo trang tin, chuyến thăm Moscow của bà Chu diễn ra ngay sau khi thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đến Bình Nhưỡng để hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un. Được biết, ông Shoigu từng đến Triều Tiên vào năm ngoái và được giới thiệu các vũ khí mới, trong đó có tên lửa đạn đạo được cho là đã xuất hiện tại các cuộc chiến ở Ukraine vài tháng sau đó. Lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine nhận định, hoạt động trao đổi phái đoàn cấp cao giữa Triều Tiên và Nga cho thấy mối quan hệ hai nước ngày càng khăng khít, giữa lúc cả hai đều đang phải đối mặt với sự cô lập từ các quốc gia phương Tây. Ngoài ra, kế hoạch hợp tác này diễn ra giữa lúc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang thực hiện các động thái cứng rắn hơn với Seoul và Washington, bao gồm loại bỏ khái niệm thống nhất hòa bình khỏi hiến pháp và khẳng định quyền kiểm soát biên giới tại biển Hoàng Hải. Bên cạnh đó, Trang tin cho biết, Quốc hội Triều Tiên dự kiến họp vào ngày 7 tháng 10 tới để chính thức hóa các thay đổi trong hiến pháp, đánh dấu bước tiến mới trong chính sách cứng rắn của Bình Nhưỡng. Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội Triều Tiên SPA dự kiến sẽ tiến hành kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 vào ngày 7 tháng 10 tới tại thủ đô Bình Nhưỡng. Phiên họp lần này sẽ tập trung về việc sửa đổi hiến pháp và các vấn đề liên quan như luật về ngành công nghiệp nhẹ và luật về các vấn đề kinh tế đối ngoại. Ngoài ra, việc giám sát, việc thực thi luật kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Cuộc họp SPA gần đây nhất được tổ chức vào tháng 1 khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi sửa đổi hiến pháp và coi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Tại cuộc họp, ông Kim tuyên bố việc thống nhất với miền Nam không còn là điều khả thi. Theo Reuters, Quốc hội Triều Tiên hiếm khi tổ chức họp và chủ yếu đóng vai trò phê duyệt các quyết định về cơ cấu quản lý và ngân sách. Nhưng vấn đề đã được Đảng Lao động cầm quyền soạn thảo. Đảng Lao động Triều Tiên với số lượng thành viên áp đảo nắm quyền kiểm soát phần lớn cho Quốc hội. Liên hợp quốc được cho là đã bật đèn xanh cho kế hoạch đưa 30.000 người tị nạn Syria từ Liban trở về quê hương trong thời gian tới. Theo Miss The Monitor, kế hoạch này được đề xuất giữa lúc có nhiều lo ngại về tình hình nhân quyền tại Syria. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng hiện tại thủ đô Damascus đã đủ an toàn để người tị nạn có thể hồi hương. Theo thông tin từ cơ quan thông tấn quốc gia Liban, NNA, phát ngôn viên văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, Ravina Shamdasani cho biết, cơ quan tị nạn Liên hợp quốc đang xây dựng kế hoạch hồi hương tự nguyện cho 30.000 người tị nạn Syria từ Liban. Trước đó vào hồi cuối tuần trước, bà Shamdasani được cho là đã đề cập đến ý định này trong cuộc gặp với ngoại trưởng Liban, ông Assad theo đó, bà tuyên bố Liên hợp quốc hiện đang nhận được những tín hiệu tích cực trong hoạt động hỗ trợ nỗ lực hồi hương, góp phần phục hồi cuộc sống cho những người dân sau thời gian dài sống tị nạn. Được biết hoạt động này dự kiến sẽ hoàn thiện trong vài tuần tới, được Liên hợp quốc đánh giá là mức tiến đáng khích lệ trong việc thúc đẩy quá trình hồi hương của người tị nạn Syria sau nhiều năm gặp khó khăn. Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều cảnh báo từ các tổ chức quốc tế về thách thức mà người hồi hương có thể gặp phải nhưng kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người tìm lại được cuộc sống ổn định tại quê nhà. Reuters trích dẫn báo cáo từ truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, lũ lụt do ảnh hưởng của siêu bão Yagi đã khiến ít nhất 226 người thiệt mạng chỉ trong hơn một tuần qua. Ngoài ra, các tỉnh miền trung của quốc gia Đông Nam Á này hiện vẫn đang phải tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn do hoàn lưu bão. Theo Reuters, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm thành phố Mandalay, thủ đô Napido và một phần bang Shan của Myanmar khu vực đã chứng kiến những trận giao tranh ác liệt trong những tháng gần đây. Truyền thông nước này cho biết hiện còn khoảng 77 người vẫn đang mất tích. Reuters trích dẫn nguồn tin từ tờ báo Global New Life of Myanmar cho hay, tổng cộng 388 trại cứu trợ đã được mở ở 9 vùng và bang. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân đã tích cực quyên góp nước uống, thực phẩm và quần áo cho những người dân gặp nạn. Riêng tại khu vực Mandalay, khoảng 40.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập lụt và 26.700 ngôi nhà bị hư hại do mưa lớn và lũ lụt văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc được tin. Bên cạnh đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng cho biết nhiều khu vực bị lũ lụt khó tiếp cận do nhiều tuyến đường bị hư hỏng và mạng lưới viễn thông, điện lực bị gián đoạn. Trong khi đó, các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các trại dành cho những người phải di rời, vốn đã phải vật lộn với điều kiện dịch vụ hạn chế do xung đột đang diễn ra. Được biết, siêu bão Trà kỳ là cơn bão mạnh nhất tấn công châu Á trong năm nay đã tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Đông Nam Á, trong đó tại Việt Nam, theo ước tính đến ngày 16 tháng 9, cơn bão đã khiến ít nhất 292 người thiệt mạng sau khi đổ bộ vào đất liền. Tại Thái Lan, bão Yagi gây, gây ra mưa lớn và lũ lụt, nhấn chìm các thành phố phía Bắc, bao gồm khu vực biên giới với Myanmar. Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai nước này, ít nhất có 45 người đã thiệt mạng do lũ lụt và các sự cố liên quan như sạt lở đất kể từ tháng trước. Tại Lào, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 440 gia đình phải sơ tán. Lũ lụt xảy ra tại 8 tỉnh, nhấn chìm khoảng 7.825 mẫu đất lúa. Gala Tết Trung Thu của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CMG sẽ là một món quà văn hóa đặc biệt dành tặng cho khán giả trong và ngoài nước. Với chủ đề về mặt trăng, chương trình sẽ là cầu nối giúp mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa Trung Hoa, đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa phi vật thể của Trung Quốc ra với bạn bè quốc tế mùa dối bóng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện nghệ thuật truyền thống tại lễ hội với sự nổi bật của nhánh thủ công đặc sắc từ miền bắc trung quốc mùa giới bóng thẩm dương quan nghệ thuật độc đáo này sẽ là điểm nhấn sáng giá góp phần mang lại không khí lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa trong năm nay những con rối sẽ khắc họa sinh động hàng loạt nhân vật ở thẩm dương từ cư dân thành thị dân làng đến người dân tộc thiểu số tái hiện một buổi dạ tiệc đầy màu sắc bằng cách kết hợp nghệ thuật thủ công truyền thống với các yếu tố biểu diễn hiện đại Mùa giới bóng thẩm dương quan sẽ khắc họa một không khí sôi động, tràn đầy năng lượng, phản ánh cuộc sống và tinh thần của người dân thẩm dương. Mùa giới bóng của mỗi quốc gia đều có sự khác biệt trong thiết kế và cách biểu diễn. Riêng mùa giới bóng Trung Quốc mang đậm nét đặc trưng của từng vùng miền. Wang Guoyin, người thư ký đời thứ năm chia sẻ, là một phần của nghệ thuật này, chúng tôi có trách nhiệm lan tỏa và quảng bá văn hóa Trung Hoa. Thiết kế sân khấu của buổi tiệc cũng tôn vinh sâu sắc truyền thống của Trung Hoa với khung cảnh hồ nước thơ mộng đình chua và vầng trăng tròn tuyệt đẹp tạo nên một phong nền huyền ảo đậm chất nghệ thuật. Đối với người Trung Quốc, Tết Trung Thu mang ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn tụ gia đình và hòa thuận. Được tổ chức vào thời điểm trăng tròn, họ tin rằng vầng trăng tròn chính là biểu tượng của sự sum họp, hòa thuận và hạnh phúc. Lễ hội diễn ra từ ngày 15 tháng 8 âm lịch khi trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, tạo nên không khí ấm áp và đầy ý nghĩa. Vào ngày 15 tháng 9, CMG đã công bố một video quảng cáo cho Gala tết Trung Thu. Sự kiện đặc biệt này sẽ được phát sóng toàn cầu vào lúc 20 giờ theo giờ Bắc Kinh qua nhiều kênh và các nền tảng truyền thông xã hội của CMG. Buổi dạ tiệc sẽ tập trung vào những chủ đề được khán giả trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm, bao gồm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 25 năm Ma Cao trở về Trung Quốc và các cột mốc quan trọng như sứ mệnh không gian Thường Nga 6. Trong tiết lộ mới đây, một nhà lập pháp cấp cao của Mỹ cho biết, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đang chuẩn bị tổ chức một phiên điều trần mới nhằm nâng cao uy tín của bộ phận phụ trách giải quyết các vật thể bay không xác định của Lâu Năm Góc. AT đưa tin, Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn miền AARO được thành lập vào tháng 7 năm 2022 với sự hỗ trợ của thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand, đảng viên Dân chủ từ New York. Vào hôm 16 tháng 9, bà Gillibrand tuyên bố đang thúc đẩy tổ chức một phiên điều trần trong vài tuần tới. Bà Gillibrand nhấn mạnh, đây là ưu tiên hàng đầu của tôi vì tôi nghĩ việc chúng ta tiếp tục công khai mọi thông tin rất quan trọng. Theo nữ nghị sĩ, Ủy ban Quân vụ dự định công bố báo cáo tiến độ về số lượng hiện tượng trên không không xác định UAP mà Mỹ đã đánh giá và phân tích, đưa ra ví dụ về những gì đã xác định được và những gì vẫn chưa xác định được. Bà cho rằng, phiên điều trần này nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào AARO sau khi quân đội đưa ra các cáo buộc về việc chính phủ che đậy những cuộc chạm trán có thể liên quan đến người ngoài hành tinh. Bà tuyên bố, "Chúng tôi cũng muốn tiếp tục xây dựng uy tín cho AARO." để người dân có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về các vụ phát hiện và hình thành nên cơ sở cũng như nền tảng để gửi thông tin và yêu cầu. Đó cũng chính là mục đích của văn phòng này. Thông báo về phiên điều trần được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi một video về UFO khổng lồ với hàng tấn đèn nhấp nháy và quay tròn được đăng trên Reddit. Cảnh tượng này được ghi lại ở Chateau, Montana, cách căn cứ không quân Malmstrom, một cơ sở tên lửa hạt nhân lớn của Mỹ chưa đầy 100 km. Một nhân chứng dấu tên chia sẻ, những bức ảnh không đáng sợ, nhưng việc tận mắt chứng kiến một vật thể khổng lồ trên bầu trời đêm tĩnh lặng bay qua đầu mang lại nhiều cảm xúc hơn. Khi một số người dùng cho rằng hiện tượng này có thể là do chòm sao vệ tinh liên lạc Starlink của tỷ phú Elon Musk, nhưng chứng trên đã bác bỏ giả thuyết đó. Tôi đã xem các video về Starlink trước đây, khi chúng tôi quan sát vật thể, rõ ràng ánh sáng bao quanh hình bóng của một phi thuyền lớn. Chúng tôi không thấy ánh sáng xuyên qua, chỉ có bóng tối dày đặc ở phía sau. Theo chúng tôi, đó là một chiếc UFO. Người đàn ông cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương. Vợ anh đã rung rẩy và khóc sau khi chứng kiến vụ việc. Thưa quý vị và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.